giới thiệu là mình 36 tuổi, đang sống ở Hưng Yên, và người hỗ trợ mình trực tiếp là chị Huỳnh Thị Thu Hồng. Mình đã kinh doanh 7 năm rồi, và công ty của mình là kinh doanh về giày. Mình là quản lý fanpage và mình quản lý liên tục từ 5 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, thậm chí là 1-2 giờ đêm mình vẫn phải trực fanpage của công ty. Tuy nhiên thì sau khi mà cái dịch nó xảy ra thì hạn chế đi lại, thì công ty giày của mình bán được rất là ít hàng và ít việc, mình cũng rảnh rất là nhiều. Thế nên là cách đây một năm, hơn một năm trước thì Thảo quyết định là Thảo sẽ kinh doanh thêm một ngành hàng, đó là ôm mỹ phẩm về bán á. Thì khi mà ôm mỹ phẩm về bán thì mọi người biết rồi, đó là ôm hàng và giá, rồi là cái hệ thống, rồi là Thảo quyết định là đi học để mà chạy quảng cáo được nhiều hơn, bán được nhiều hàng hơn. Thế nhưng mà khi đi học thì thật là may mắn là Thảo đã gặp được chị Hồng và biết được đến cơ duyên là đến với PCA. Những cái ngày đầu mình đi học rất là nhiều, và khi mà chỉ cần nghe đến cái 4-0 của PCA thôi thì mình đã nói với chị Hồng là cho em làm đại lý luôn. Và tháng đầu tiên khi mà Thảo vào thì Thảo đã tuyển được 2 đại lý. Những cái tháng sau đó con số nó lên là 4 đại lý, 5 đại lý. Và ngày hôm nay Thảo có hơn 20 đại lý rồi, gần 30 đại lý rồi các mọi người. Thảo bám sát rất là chị Hồng, bám sát rất là chặt luôn chị Hồng. Và có một lần Thảo nói với chị Hồng là chị ơi, em không muốn ở 1 sao nữa, em muốn lên 2 sao. Và nhờ chị Hồng và những cái leader đằng trên đã chạy xuống hỗ trợ Thảo. Và cái tháng đó Thảo đã đạt doanh số là 90 triệu B-boy và đạt doanh số là 2 sao. Ngày hôm nay thì ngoài team của mình đã có gần 30 đại lý và gần 50 cộng tác viên, thì mình đã có cái thu nhập lúc đầu khởi điểm là 3,5 triệu, và con số hiện tại của mình bây giờ là hơn 12 triệu rồi. Mình rất là vui, rất là happy, và thực sự là rất là mong mỏi là chia sẻ cái cơ hội này đến với thật là nhiều người hơn nữa, để cho mọi người có thể là không phải loanh quanh chạy ở ngoài kia, phải bỏ vốn, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra để mà trả giá. Thì mình muốn là mọi người nắm lấy cơ hội này. Thực sự đây là một cơ hội rất rất là tốt. Nếu như mọi người nắm được thì mọi người cũng sẽ hạnh phúc như Thảo vậy, kiếm được những con số mà mình mơ ước, và nó không cần quá nhiều thời gian. Thảo chỉ tranh thủ một chút buổi sáng sớm tham gia vào 5 AM, và sau khi mà buổi tối học hành con cái quản lý xong thì dành một chút buổi tối trước khi đi ngủ làm với PC thôi, mà mình đã có được những con số này rồi. Thì mọi người dù có bận đến mấy cũng có thể là dành ra được 1-2 giờ để mà mình làm những công việc yêu thích và phát triển bản thân, rồi là kiếm thêm thu nhập, đúng không ạ? Và nhân đây thì Thảo thực sự là cảm ơn chị Hồng rất là nhiều, cảm ơn công ty và cảm ơn những leader đã hướng dẫn cho Thảo, chia sẻ cho Thảo cách làm 7 bước thành công, làm như thế nào, làm ra sao. Thì mọi người đã chỉ hết cho Thảo rồi, Thảo cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong tháng sau Thảo sẽ quyết tâm đặt mục tiêu là chạy 12%. Hy vọng là cái mục tiêu đó sẽ sớm đạt được cùng với sự hỗ trợ của các leader và 7 bước thành công tại PCA. Cảm ơn mọi người, xin chào.